Hôm nay là 25 Tết rồi nhưng nó khác với mọi năm quý vị ạ. Hôm nay thì vẫn có rất nhiều những người đi xem nhà đất, chứng tỏ rằng trong cái thời vừa qua khi mà hàng loạt các ngân hàng giảm lãi suất huy động, đặc biệt là bốn ngân hàng lớn như Vietcombank, Vietinbank, BIDV và mới đây đó là Ngân hàng Nông nghiệp, thì đâu đó cái sức hấp dẫn của cái đồng tiền gửi vào ngân hàng nó không còn được như kỳ vọng của các nhà đầu tư nữa, nên cái nguồn tiền mà thời gian gần đây tôi theo dõi thì có lẽ đã đưa ra thị trường nhiều hơn, đặc biệt là lĩnh vực đầu tư bất động sản. Và tôi nghĩ rằng trong tháng tới nữa thì cái lượng tiền bơm ra nó sẽ ngấm vào thị trường bất động sản trong những thời gian tiếp theo, trong quý tiếp theo của năm 2024 này, nó sẽ gia tăng hơn nhiều hơn. Quý vị đánh giá thế nào với cái thị trường bất động sản trong thời gian những tháng tiếp theo của năm 2024, khi mà những cái lãi suất ngân hàng có thể có xu hướng còn giảm nữa trong những cái quý tiếp theo của 2024 này, điều đó vẫn có thể xảy ra. Và với cái việc đồng tiền mất giá, với cái việc lạm phát, thì năm 2024 này đâu là những kênh mà theo quý vị đầu tư an toàn và bền vững? Và nếu trong cái ngách bất động sản đầu tư thì quý vị sẽ đầu tư vào phân khúc nào? Phân khúc nhà ở đô thị, phân khúc đất nền, hay là những chính sách về sửa đổi về đất đai vừa được thông qua, thì còn nhiều những kênh đầu tư khác nữa, thì quý vị có thể comment xuống bên dưới video này những cái điều mà quý vị quan tâm đầu tư về bất động sản trong thời gian tới ở tất cả các thị trường mà quý vị đang quan tâm, để chúng ta cùng giao lưu và tương tác với nhau, để cho 2024 này có những cái chiến lược, những cái kế hoạch của quý vị bạn đầu tư có thể chia sẻ đến mọi người cũng như khán giả trên kênh YouTube của Thọ Lạc Len trong thời gian tới nhé. Và chúng ta cùng giao lưu những cái câu hỏi, những cái quan điểm của quý vị bạn xuống bên dưới cái video này nhé. Xin chào và chúc quý vị bạn cũng nay là 25 Tết rồi, về đón một xuân mới với nhiều niềm vui và gia đình được an khang, thịnh vượng và hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các video tiếp theo.